Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 24 tháng 8, đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai tuần siết chặt giãn cách lần này rất quan trọng để thành phố bóc tách F0 trong cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tập trung xét nghiệm vùng đỏ, vùng cam trước với 2 triệu mẫu xét nghiệm, chậm nhất phải xong trong ngày 25 tháng 8. Ngày đầu ngày 23 tháng 8, xét nghiệm được khoảng 170.000 mẫu, test nhanh, mẫu đơn, phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính. Do khối lượng công việc lớn, để đảm bảo tiến độ nên ngành y tế cũng hướng dẫn người dân tự test nhanh tại nhà. Tại cuộc họp báo, ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn người dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc các quy định giãn cách, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đến nay, thành phố đã chuẩn bị 2 triệu túi an sinh với 300.000 đồng một phần cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tính đến ngày 23 tháng 8, đã phân bổ trên 347.000 phần quà. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 5,5 triệu người được tiêm vaccine, trong đó gần 5,3 triệu người tiêm mũi 1, trên 210.000 tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi.